Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ chương trình đào tạo liên kết Việt-Bỉ năm 2021. Đây cũng là sự kiện đánh dấu 26 năm hợp tác giữa nhà trường và Đại học Tự do Bruxelles, Solvay Bruxelles School of Economics and Management của Bỉ. 27 học viên được nhận bằng thạc sĩ thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị tiếp thị và truyền thông, quản trị chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Đây là các nhân sự quản lý trung cao cấp của nhiều cơ quan, tổng công ty và tập đoàn lớn trong và ngoài nước tại Việt Nam. Trong quá trình học tập, giáo trình luôn được cải tiến, cập nhật, có tính ứng dụng cao, phát huy tính chủ động nghiên cứu của học viên và được hỗ trợ bởi hệ thống SPSE Platform, Google Calendar và qua website của nhà trường. Không ngừng phát triển cùng thời gian, chương trình liên kết Việt-Bỉ của Đại học Mở đã đào tạo gần 1.600 thạc sĩ với 6 chuyên ngành cho các tỉnh thành phía Nam, góp phần phát triển hợp tác quốc tế giữa hai nước. Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo theo yêu cầu, hình thành các nhà quản lý có năng lực và kỹ năng làm việc tốt, dần chuyển giao công nghệ đào tạo cao học cho Việt Nam.